Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 13 tháng 7 năm 2020 nha anh em. Mình có lời dừng kiện của anh Vũ. Anh Vũ xin ra mắt ghi hình với anh em là chính voi Mai Vàng ha. Mình quan sát hôm nay anh Vũ này là khá đẹp. Mình nghe thông tin là giá mềm để phục vụ cho anh em ha. Đây giá hữu nghị ra. Bắt đầu từ số 1 tới cây số 9 nha anh em. Đây số 1 là cây Mai Vàng thân lắc bonsai lượm được khá đẹp ha. Số 2 là thân lắc nhịp nhàng rất đẹp nha anh em. Số 3 là trực ha. Mình sẽ lượt vậy cho anh em đó, anh em ưng cái nào mình đón xem cái đó để mình vô chung kết cho anh Vũ ha. Đủ mặt hàng cho anh em lựa luôn, từ một cốt phong cao tới bonsai lục lực đủ luôn ha. Để mất thời gian cho anh em đó, anh em ưng cái mình đón xem cái đó để mình chốt nha nè. Lục lực đế whip cũng có luôn nha nè. Đây thì tầm điểm nè, quá chậu đế nè, đế khủng nè, thằng trực quân tử đế khủng ha. Cắt kè cũng có luôn. Rồi, anh Vũ ơi. Rồi, để nói đầu tiên là tặng tất cả anh em trên YouTube nha. Rồi. Đây, xin chùm lên là có 9 phôi mây vàng. Rồi, nhắc ở số điện thoại đi cho gỡ anh được coi. Số điện thoại của mình là 0907 914 218. Rồi, số điện thoại của anh Vũ em bổ sung góc trái màn hình chữ màu xanh cho anh em dễ quan sát cho anh em. Anh em có yêu thích cái nào gửi lên hệ trực tiếp với anh Vũ nha. Em bắt đầu làm cây số 1 là cây mai vàng lùng lực thăng lắc nha anh em. Quay lên được. Nè, mặt tiền khó đẹp nha anh em. Nói số 1 quay về nha anh em, cây này cái bài ha, vô tháng chuyển ha. Vô tháng chuyển ha. Đó, cốt cảnh bỏ qua lại một cây nó hơi quỳ nha. Đó, để lót, để trụ, để gì cũng đủ hết ha. Khá đẹp. Đó, cây nó quỳ mà ở trước không chống đế luôn ha. Ồ, đây, anh em quan sát bộ đế nè. Đế là anh em thấy mình quan sát trong hình vậy là đủ rồi anh em. 24 giờ mặt nào anh em cũng thấy đế nó bỏ gói ha. À, anh em ôm con Vũ ôm cái cây nè. Khá đẹp ha. Đế nó 24 giờ không chống một mặt luôn ha. Có bụng lúa luôn nha anh em. Bụng lọc luôn ha. Khá đẹp. Rồi, mình cho thông số cho gực gỡ lên gục coi. Quanh thân là 44 nha anh em. Ok. Chiều cao 70 nha anh em. Chiều cao là 70. Đường kính bầu 53. Đường kính bầu 53. Rồi, cái mã số 1 anh báo giá sao anh gột coi. Cái mã số 1 giá của ông đó là 6 triệu 3 nha anh em. Rồi, cái mã số 1 giá nó là 6 triệu 3 nha anh em. Hỏi cho anh em ship mồi mình tôi quá ha. Tới lực lưỡng ha. Thằng lắc rất hay nha anh em. Lắc luôn ha. Tôi chơi bài một cây bự gần 50 hoành ha. Để 24 giờ không có mặt nào ha. Rồi, mã số 1 6 triệu 3 nha anh em. Rồi, rõ anh gột coi. Rồi, tiếp theo mã số 2 là tâm điểm của lô ngày hôm nay nha anh em. Tâm điểm ha. Cây bài nha anh em. Cây bài luôn ha. Đấy, 24 giờ luôn ha. Bài thú rồi cắt kè anh em muốn gọi gì gọi ha. Nói chung rẻ cho anh em chơi. Rồi, cho thông số gỡ lên gọi. Cây này cho anh em mới chơi ha. Ok. 18 bình thân nha anh em. Bình thân 18 nha anh em. Chiều dài đường chim bay là 52 ha. Chiều dài đường chim bay 52. Rồi, cái mã số 2 anh em báo giá sao anh gọi. Mã số 2 giá của ông là 600k nha anh em. Rồi, cái mã số 2 giá 600k hỗ trợ anh em ship mồi mình tới quốc nha anh em. Rồi, gỡ anh gọi. Rồi tiếp theo mã số 3 cũng bonsai quái gì cà na luôn nha nè. Khá đẹp ha. Cây này quái nha, cây có quái ha. Đâu, xù đâu nè. Đó, anh em thấy nó giận xù nhiều hết nè. Đó, khá đẹp. Cây này vô thế bonsai nha anh em. Bonsai ha. Anh em chơi để bàn ok luôn ha. Giá trình viên cho anh em tập chơi luôn ha. Rồi, thông số lên gục coi. Khó đâu, đổ đại lên ngang đây cho ok. 22 quần thăng nè ha anh em. Quần thăng là 22 nha anh em. Chiều dài đường chim bay là 40 ha. Chiều dài đường chim bay là 40. Rồi cái mã số 3 này anh báo giá sao anh gục ơi. Mã số 3 này giá của nó là 900k nha anh em. Rồi cái mã số 3 cho 900k nha anh em. 900k ông dẫn hỗ trợ anh em ship mọi người tới quá ha. Quá gì cả nè. Rồi, gõ anh gục ơi. Rồi tiếp theo mã số 4 là lùng lực búp măng nha anh em. Nguyên cục thịt nạc khá đẹp ha. Mấy cây này thế còn sai nha anh em. Thế còn sai ha. Giá sinh viên dễ chơi. Có cả nó ba cho anh em chơi dài bo rồi đó rồi ha. Nguyên cục thịt nạc đẹp ha. Rồi gõ anh gục ơi. 29 quần thăng nha anh em. Quần thăng là 29 nha anh em. Chiều cao 34. Chiều cao là 34. Rồi, rồi. Mã số 4 này giá 1 triệu 1 nha anh em. Rồi cái mã số 4 giá 1 triệu 1 nha anh em. Hỏi cho anh em ship bom mình tới quốc luôn ha. Rồi gõ anh coi. Rồi tiếp theo cũng là mai vàng bonsai rừng mai nha anh em. Bonsai rừng ha. Khá đẹp. Số 5. Xù luôn nha anh em. Xù luôn ha. Đâu. Xù hết trơn cái mình đó luôn ha. Khá đẹp. Nè, thấy không? Ồ. Cây này quái hay cây này mấy cái hại này anh em chơi bonsai là hết sảy ha. Ba bốn thú đu lại nhau khá đẹp nha anh em.
há quái luôn. Đó, giỡn giỡn lên đó. Rồi thông số luôn gục coi. Kéo đại nha, này đo bình thân đi chứ cây này khó đo quá. Số 5 nha anh em. 23 bình thân nha anh em. Bình thân là 23 ha, mình đeo cho anh em hình dung thôi. Chiều cao là 54 ha. Chiều cao 54. Tổng như đó, tổng như anh em hình dung mà. Tại nó rừng 73 nha anh em. 73 tổng hả anh em. Rồi, cây mã số 5 này giá sao anh gột ơi? Cây mã số 5 giá của nó là 1 triệu 8 nha anh em. Rồi, cây mã số 5 với 1 triệu 8 nha anh em. Hổ cho anh em ship mọi mì tới quá ha. Cây xù mà đẹp ha, 1 triệu 8 ha. Rồi, gõ. Rồi, tiếp theo mã số 6 là một cốt phong cao đế 24 giờ nha anh em. Đó. Giá sinh viên luôn ha. Giá sinh viên cho anh em là mới đi chợ ghép. Vì sau này dễ bán nha anh em. Anh em là mới chơi cũng được luôn. Nói chung là cây này form nuôi đường dài nha anh em. Để nè. Thăng nè. Thông số đi. Dài dọn nghe nhìn là biết rồi. Anh chơi dịnh pháp mà biết rồi hả. Rồi thông số nhanh gọn lẹ lên gọn coi. 41 bình thăng nha anh em. Bình thăng là 41 khá bự nha anh em. Cao 1m50 ha. Chỉ cao 1m50 ha. Rồi. Rồi cái mã số 6 giá của nó là 1 triệu 9 nha anh em. Rồi cái mã số 6 với 1 triệu 9 nha anh em. Hổ cho anh em ship bò mình tới quá ha. Rồi, gõ anh gục ơi. Rồi, tiếp theo mã số 7 cũng là bonsai thằng lắc rất đẹp nha anh em. Chỉ cần nhịp 1, 2 đòn. Tứ trụ ha. Đó, anh em nhìn ra 4 giò ha. 4 giò, tứ trụ ha. Đó, 4 giò nó gõ nét luôn ha. Giò bành bành không anh em. Đó, giò cùng tay không ha. Khá đẹp nha anh em. Cái này mình mới dùng dịch chứ nó này anh em bẻ càng gớt nữa ha. Đó, lập lập lên ha. Cái bọng này xanh đá này nha anh em. Xanh đá nha anh em. À, kêu bằng tàn phai 2 năm tháng thôi ha. Bán thì báo cho anh em trước vậy đó. Không có gì cây nào mình nó không gì là không gì nha. Bao anh em ha. Thì ở đây bên đây là mình bán ở đây có trách nhiệm hết nha anh em. À. Cái này là kêu tứ trụ làm ăn anh em, đưa cái này vô nhà là bốn chân là vững vàng nha anh em. Vững vàng ha. Có thêm được cái mình nó nở cục thịt này ha. Có đuôi đây anh em bẻ hết như cây này dung dịch chứ đó ha. Đâu cần gớp. Đủ chi chơi ha, cây này anh em về chơi mau ha. Rồi, cho thông số. Rồi, thông số nhìn gọn lẹ lên gọn coi. 40 hoành thân nha anh em. Hoành thân là 40 nha anh em. Tứ trụ nữa nè. Tứ trụ là 67 nha anh em. Tứ trụ là 67 nha anh em. Cao 62. Cao 62. Rồi, cây mã số 7 anh báo giá sao cho gật gỡ anh gục ơi. Cây mã số 7 giá của ông nó là 2 triệu 8 nha anh em. Rồi, cây mã số 7 giá nó là 2 triệu 8. Dẫn hộ cho anh em ship mồm mình tới quắc nha anh em. Lô hôm nay dạ, cây đẹp mà giá hữu nghị, hữu tình sông nước mùa mưa cho anh em không nha anh em. Chỉ 2 triệu 8 thôi nha, mã số 7 ha. Chỉ 2 triệu 8, mã số 7. Rồi, gỡ anh gục ơi. Rồi, tiếp theo mã số 8 là thăng trực quân tử đế khủng nha anh em. Đế nói chung là khủng đó. Bộ đế này giờ là khóc căng lắm nha anh em, để cứng bầu luôn ha. Để. Rồi hát phong cây cho anh em xem nè. Bây giờ em tiến gần bộ đế cho anh em, nó có bộ đế nó đặt nè. Anh em thấy không? Bộ đế mình con gùi chuông nghe không lọt nha anh em. Con gùi đi vô không biết đường ra đường nào luôn nha anh em. Bỏ móng vô. Nè, cái bộ đế này em bao nên nè, em đứng ra em bao cho nè. Anh em về sổ xuống là còn nữa nha anh em. Đó, làm chứ là làm cho anh em đi không đường xa thôi. Luôn ha. Ở trong em nhìn vô trong nè, nó dậy gì ở trong hết trơn thấy không? Kẹo trơn, nó kẹo siêu mèo nữa. Bộ đế mày vàng, cái này là bộ đế này căng lắm nha anh em. Mấy anh em mày về chơi cái tầng không mini cũng được, hoặc là anh em tán nhà chơi bonsai cũng đẹp nha. Nói chung là mai vàng nhất đế gì thăng nha anh em. Cái thăng anh em mà sau này nó ra lông anh em bẻ sửa tạo dáng là được ha. Bộ đế mà không có là thua. Rồi thông số lên gục ơi. Bộ đế này là không còn gì để diễn tả nữa hết. Đế đặt kẹo rồi. 33 bình thăng nha anh em. Bình thăng là 33 nha anh em. Củ đã đặt cho anh em cái ha. Củ đã đặt là 97 nha anh em. Củ đã đặt là 97 nha anh em. Đó, củ đặt hơn chưa đâu bằng tổng ha. Đó, đó củ đã đặt là 97 ha. Rồi, anh kéo đường kính bầu á là anh em ta hình dung nó lớn à. Đường kính bầu tại dưới cây này. 107 nha anh em. 107 mình để tổng nha anh em. Rồi, cái mã số 8 lên nổ giá sao được gỡ lên gục ơi. Cái mã số 8 giá của nó là 3 triệu 8 nha anh em. Rồi, cái mã số 8 giá chỉ 3 triệu 8 nha anh em. Hổ cho anh em ship mà mình tới quá ha. Mã số 8 3 triệu 8 nha anh em. Rồi, gõ lên gù ơi. Rồi, tiếp theo mã số 9 nha anh em. Siêu phẩm của ngày hôm nay ha, cũng là tâm điểm sáng nhất của ngày hôm nay luôn. Ông trời tạo ra đi trắng ha. Cây này là điểm nhắn của ngày hôm nay nha anh em. Bộ đế nó sổ mình đang khỏi nói rồi ha. Khỏi bàn. Anh em mà đam mê bonsai thì chơi cây này khỏi bàn ha anh em. Bộ đế hết sảy ha. Nói chung mấy cây bộ đế gì là nó lâu năm nó già cây lắm vậy nè. Nó lên xuống nách trơn luôn ha. Lột nè, nước nó giận nè. Anh em thấy cái nách nó giận hết trơn ha. Khá đẹp. Cây này bé bonsai, cây này bộ đế nó lên cao lắm vậy nè. Thấy không? Hình dung ha.
nó một đứa cao hơn cái tay mình là nhìn gì ha, các bạn không tắt ha, khá đẹp nè. Đây nó có cái cù quéo, có cành quái luôn này ha, cây này đủ nước để quái vậy ha, khá đẹp. Cây này đem về trồng mình lúc mình xả bầu sắp đế được luôn nha, tại đế nó lên quá cao mà. Rồi cho thông số lên gù coi. Đo cái tổng cái đi ha. Mình tổng nè. Tổng là 54 này ha anh em. Mình tổng 54 nha anh em. Đo hoành thân chính nè. Hoành thân chính 37 nha anh em. Hoành thân chính 37 nha anh em. Hợp lại ha. Chiều cao là 53 nè. Chiều cao 53 nè, chiều cao bộ đế luôn gù. Bộ đế đơn 34 này nha anh em. Bộ đế là 34 nha anh em. Rồi, cái mã số 9 nên báo giá sao anh gột ơi? Cái mã số 9 giá của ông nói là 4 triệu tư nha anh em. Rồi, cái mã số 9 với 4 triệu tư nha anh em. Hổ cho anh em ship mà mình tao bó ha. Khá đẹp. Đế này là ăn tiền ha anh em. Để đâu hoàn tổng đế cái cho anh em coi luôn ha. Ok. Quên đâu hoàn tổng đế. Để anh em hình dung thấy vậy nó bự lắm chứ phải nhỏ ha. 150 luôn nè ha anh em. Hoàn tổng đế 150 nha anh em. Là anh em hình dung ở ngoài nó bự lắm ha. Rồi, cái báo chính là cũng cây cuối cùng năm nay ha. Rồi, cái mã số 9 cũng là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Anh em nào có yêu hết cái nào cứ liên hệ trực tiếp chính Vũ là số 0907914218 nha nè. Anh em nào có yêu quý hiệp chương thì bấm cho mình cái đăng ký kênh để có động lực đi săn cây và liên hệ phục vụ cho anh em. Thân ái chào anh em, hẹn anh em video sau mới nhất sớm nhất.